lâu ở quận Đông Tây đó. Hôm nay mục đích cô đến đây là chị hâm ẩm cái clip cô gửi cho bác Võ đó, là hứa để lấy tiền xây cho cậu. Hôm một cốt nữa ra hôm nay cô đi lên đây để gặp hai vợ chồng chú Thiện Đạt nè, anh gửi tiền gửi qua tiền qua cho bác Võ với Trường Nam. Như trong dịch bệnh này cô không thể nào đi xuống với Trường Nam được đó. Hello, xin chào các bạn. Rồi, các bạn vừa mới thấy một cái đoạn ngắn của clip trên kênh của anh Hoàng Lâm, Lâm Sàn TV. Thì Quốc Võ hôm qua đi làm về rất là khuya, cho nên mệt quá thì mình ngủ luôn. Sáng hôm nay dậy sớm. Là một buổi sáng thứ bảy rất đẹp trời. Quốc Võ xem lại clip của anh Hoàng Lâm, Lâm Sàn TV, ảnh quay trong cái đoạn clip đó thì mình thấy được có một cô Mạnh Thường Quân. Quốc Võ đã từng nói về cô ở trên cái YouTube của Quốc Võ đó, là cô Châu Hoài Châu ở Gò Công á. Thì hôm nay là cô lại lặn lội đường xa lên trên Sài Gòn để gặp anh Thiện Đạt, gặp vợ chồng anh Thiện Đạt với lại anh Hoàng Lâm trong TV để trao cái số tiền mà cô muốn quyên góp để xây quỹ, xây cầu từ thiện nhân ái đó các bạn. Rồi bên cạnh đó cũng hỗ trợ cho hai bé song sinh đó, được nuôi tại Thiền Am đó, là 3 triệu để mua sữa, mua tã, mua sữa cho các bé, cộng thêm 2,5 triệu để cho anh Hoàng Lâm Năm Sao TV ảnh mua mấy cái khẩu trang để phát miễn phí cho những người mà họ đi xe bus. Mình xem xong những cái clip này mình xúc động các bạn, bởi vì mình cảm thấy rằng trong cuộc sống bộn bề ngày nay, những khó khăn, những cái lọc lừa, những cái mưu mô, những cái toan tính, những cái xảo trá thì vẫn còn sót lại đâu đó những tấm lòng rất là tốt mà họ làm việc một cách coi như là mình, họ không có nghĩ tới cái bản thân, họ chỉ nghĩ tới những lợi ích của cộng đồng. Lúc nào họ cũng muốn mang lại những cái niềm an vui, hạnh phúc cho người khác. Như vậy thì vẫn còn quanh đây những cái lòng tốt, vẫn còn những cái điều lạc quan, những điều hay, những lẽ phải, mang lại những cái giá trị của cuộc sống. Bởi vậy thì Quốc Võ không biết nói gì hơn là xin cảm ơn rất là nhiều những lời gửi chân thành của Võ đến với cô Châu tại Gò Công Tây. Một người cô đã khá là lớn tuổi rồi nhưng mà vẫn không có ngại tới cái đường xa xa xôi mà xuống và về đến Sài Gòn để gặp cho bằng được anh Thiện Đạt, rồi anh Hoàng Lâm. Tất cả những chuyện này đó thì nó bắt nguồn từ những cái người họ sống ở trong Thiền Am từ ban đầu. Hồi xưa là tỉnh Thất Bồng Lai, bây giờ là Thiền Am và Vũ Trụ. Bắt nguồn từ năm chú tiểu, những cái mảnh đời cơ nhỡ. Thì vì cái lòng thương mến đó mà coi như là rất là nhiều người đã đến, đã ủng hộ, không chỉ về mặt tinh thần mà còn về mặt vật chất, san sẻ những cái tình thương đó. Và cũng vì lý do đó, vì cái tình thương đến năm chú tiểu đó mà những người từ rất xa, không chỉ trong và ngoài nước, đã cùng đoàn kết lại, phải không ạ? Một cái bàn tay đoàn kết lại với nhau, chia sẻ với nhau những niềm yêu thương. Và đến hôm nay thì cái lượng người mà san sẻ yêu thương đó rất là nhiều. Mình coi xong clip này thì mình muốn chia sẻ liền. Mình coi xong clip này thì mình nhảy lên xe
mình đi đi công chuyện thì trên đường mình đi đi thì mình muốn chia sẻ liền cho các bạn. Cái cảm xúc đó nó còn đang dâng trào cho nên đôi khi mình nói chuyện nó không có được lưu loát. Rồi sau đó còn hai vị tức là anh Thiện Đạt và cô Châu còn song ca nữa chứ. Một cái bài nói về mẹ mà cái bài này Quốc Võ rất thích. Đó. Thì cái giọng của cô Châu phải nói khá là hay. Lớn tuổi rồi nhưng mà mình nghĩ trong quá khứ đó, lúc mà cô còn trẻ chắc là cũng là một ca sĩ gì đây. Hát rất là mượt, cái giọng khỏe, mạnh, không có chinh phô và rất là mượt. Còn anh giọng anh Hoàng Lâm thì cũng khá là tốt, nói chung là nhịp nhàng rất là vững. Cái giọng của anh thì cái giọng nó không phải là giọng của ca sĩ, nó giọng của một người khán giả bình thường, nhưng mà anh hát bằng cái giọng rất là chân thật đó, tức là cái giọng nói làm sao thì hát y chang vậy, nói chung là rất là chân chất của cái người dân miền Tây. Thì hai vị này là song ca khá là mùi. Những cái bài nhạc mà về sông nước, hữu tình miền Tây, về quê mẹ này đó rất là mùi. Trong tương lai đó, nếu mà cái mùa hè năm nay mùa Quốc Võ về đó, thì có thể là mình xuống miền Tây mình chơi, ghé ở đâu đó một nhà của cô Châu hoặc là nhà ai đó, xong rồi mình kiếm cái đàn organ hoặc là dàn âm thanh gì đó, rồi mình tập trung anh em lại hò hát rồi nhậu nhẹt rồi chơi, nói cho nó có một cái không khí thấm đượm tình quê đó. Thì Quốc Võ là thích, rất thích là những cái buổi tiệc mà nó dân dã, nó giống như vậy đó. Tức là ngày xưa đó, cái thời mà còn hồi còn trẻ mà khoảng chừng 18-20 của Quốc Võ đó, thì cái ngày hồi xưa đó thì nó không có những cái dàn âm thanh, không có những cái đàn organ này nọ mà nó dữ dằn, nó chỉ có là gần guitar thùng thôi. Thì các anh em cũng tập trung lại, nam cũng có, nữ cũng có, tập trung lại với nhau rồi ngồi uống nước, ăn cái này cái nọ, tập trung lại một cái vòng tròn, ngồi dưới đất thôi các bạn, trải chiếu ngồi dưới đất thôi, ở một cái nhà của ai đó, hoặc là kéo nhau ra biển chẳng hạn, rồi cùng nhau đàn ca hát sướng đó. Thì khi mà mình nhớ lại những tuổi ấu thơ đó, thì nếu mà bây giờ mình làm được những cái chuyện như vậy thì nó rất là hay, mà ôn lại những cái kỷ niệm xưa đó. Thì Quốc Võ rất là thích khi mà về quê. Mình chưa có cái dịp nào mà mình về miền Tây để mình đờ ca hát sướng hết á. Nói chung là mình về miền Tây để mình làm từ thiện rồi mình đi liền trong cái ngày hôm đó luôn. Ví dụ như là mình sẽ tấp vào một cái điểm này, mình làm từ thiện ở trong những vùng sâu vùng xa, mình làm xong cái tới chiều là mình ra lại thành phố là cũng mất mấy tiếng đồng hồ, rồi về khách sạn là mình tắm rửa là mình ngủ luôn, rồi mai sáng đi vào một điểm mới. Chứ mình chưa có cái cơ hội nào để mình ngồi lại một buổi tối nào đó với lại những cái người dân ở đó. Thứ nhất là để mình nghe họ tâm sự, mình hiểu thêm về cái người dân ở đó, với lại mình có một chén trà chén rượu với nhau để mình đối ẩm với nhau, mình nói lên những cái điều hay lẽ phải, mình tâm sự với nhau, mình ca hát, mình đờn ca, uống ly rượu như vậy thì nó rất là quý cái tình. Bởi vậy mà khi mà nghe lại những câu hát, những giọng hò của những cô, những chú, anh chị ở dưới miền Tây đó, mình cảm thấy nó rất là sao xuyến đó. Mà mình cũng mơ có một cái ngày về để cùng những các cô chú, các anh chị đối ẩm với nhau, thì quả thật là không say không về, phải không ạ? Anh Hoàng Lâm Nông Sơn TV ảnh cũng vừa mới gửi cho Quốc Võ một cái clip riêng. Anh gửi clip riêng này là những chia sẻ, những tâm sự của cô Châu và vợ chồng anh Thiện Đạt cũng như anh Hoàng Lâm đến dưới Quốc Võ. Cái clip này dài khoảng 6 phút. Thì cái clip này Quốc Võ sẽ làm một cái chủ đề khác ở trên một cái kênh bên kia, thì bỏ cái clip này vô để chia sẻ cho các bạn trong cái ngày hôm nay. Còn cái clip này thì Quốc Võ lái xe, Quốc Võ tâm sự với các bạn thôi, nói lên cái tấm lòng của những người mà ở dưới miền Tây, họ thật thà, họ chất phác như thế nào, họ chia sẻ những cái gì trong cuộc sống. Thật ra thì cô Châu cũng không phải là người giàu có gì,
cái số tiền mà 20 triệu đó đó. Thật ra thì cái số tiền 20 triệu đó là cái số tiền cũng con cháu cho rồi, cũng để dành đó. Mình bớt ăn chút xíu để dành dạy từ từ từ, rồi mình hiến tặng cái số tiền này để cho cái quỹ từ thiện. Thì quả thật là cái tấm lòng rất là quý. Con cũng xin cảm ơn cô Châu rất là nhiều, cảm ơn những cái người con cháu của cô lại cũng có những lòng tốt và hiếu thảo với cha mẹ như vậy đó, cho tiền cha mẹ rồi cha mẹ thì lại là không có tiêu xài mà dành dụm lại đó để giúp đỡ những người cơ nhỡ, những vấn đề khó khăn. Thì quả thật là cái gia đình này phải nói rất là đạo đức, cũng giống như anh Thiện Đạt đó, là một nhà kinh doanh khá là thành công. Rồi ảnh trích ra cái tiền lời ở trong những cái món đồ mà ảnh kinh doanh đó, những cái mặt hàng mà anh buôn bán, anh kinh doanh đó, thì anh trích ra cái phần trăm trong đó để làm từ thiện. Thì quả thật là đức, đạo đức. Anh Hoàng Lâm cũng vậy nữa. Ở bên ngoài kia có nhiều người họ dùng những cái khẩu trang đó đó, họ mua lại những khẩu trang mà đã xài rồi, hoặc là họ lượm lại, bây giờ họ tẩy rửa rồi họ đem vô họ bán lại. Thì cái chuyện đó nó quả thật là thất đức vô cùng các bạn. Cái con virus corona nó chưa có giết mình mà người mình đã giết mình trước rồi. Hoặc là dựa vào cái cơ hội đó để mà nâng cái giá thành lên từ 1 cho đến bán thành 3, 4, gấp 5 lần. Còn trong khi anh Hoàng Lâm á, thì anh dùng những cái số tiền đồng tiền mà anh kiếm được, anh trích ra cái phần nào đó để anh mua những cái khẩu trang bỏ lên xe tặng phát miễn phí cho những người nào họ đi xe bus. Thì cái chuyện đó nó gây ra cái niềm cảm thông, gây ra những cái tình yêu thương, những sự chia sẻ đó nó gây xúc động cho cô Châu, mà cô Châu cũng đã nhìn thấy điều đó và cô Châu đã trích ra 2,5 triệu. Và cái tiền đó là cái tiền lẻ mà nó rất là mới, mình nhìn thấy một cọc luôn các bạn, mình nhìn thấy một cọc tiền mà tiền lẻ không à, mà rất mới. Thì cái cô dành cái tiền này được thì như là cô đã phát cho những gì đó, người nghèo hay là gì đó không biết, mà nó còn dư đó, thì cô mới đưa hết cái tiền đó cho anh Hoàng Lâm để anh dùng cái tiền đó anh mua thêm, anh cũng có thêm tỉnh tài để anh mua khẩu trang phát cho người ta miễn phí đó. Trong cái câu chuyện mà anh Hoàng Lâm anh quay lại đó, mình cũng để ý tới cái người mà đầu óc tiên gối với lại anh Thiện Đạt, tức là bà xã của Thiện Đạt đó, thì mình cũng để ý tới chị này. Các bạn có thấy là cái người mà họ có một cái tướng mà phúc hậu và họ thật thà đó, thì họ nói chuyện sẵn sàng các bạn, họ nói chuyện sẵn sàng mà họ thường hay nhấn mạnh những cái từ cuối cùng, những chữ cuối cùng. Thì những người đó, cái tính mình cảm thấy nó bộc trực và nó thật thà, nó nghĩ sao nó vậy đó, nó không có lương lẹo, nó không có miệng lưỡi, nó nói chung là họ nghĩ sao là họ nói vậy và họ rất là thật thà. Mà những người đó là những người rất tốt, các bạn cứ để ý đi. Thì ở đây cô Châu cũng có trang gì luôn, những cái giọng nói, những cái cách nói chuyện và những cái cách mà nó không có văn vẻ, nó không có câu cứu, nó không có màu mè, nó rất là thật thà. Và khi mà các bạn gặp được những người mà như vậy đó thì các bạn nên tin tưởng vào người này, bởi vì những người này là những người rất là chân thành. Thì khi mà mình coi clip mình cũng để ý đó. Rồi thì cái cậu con trai của anh Thiện Đạt cũng vậy nữa. Mình để ý là anh Thiện Đạt anh cứ để cho cái cậu con trai này tự động muốn, tức là có thể là tự đứng trên cái đôi chân của mình. Tức là khi mà anh Thiện Đạt ảnh, vợ chồng Thiện Đạt ảnh làm phước á, thì ảnh đều dắt con trai theo để cho con cái nó hiểu được là cha mẹ đang làm cái gì, giúp đỡ cho đời như thế nào, để con nó học hỏi được những điều đó. Và trong tương lai sau này khi nó lớn lên á, nó sẽ noi gương của cha mẹ nó để nó làm, và cũng không có chiều chuộng con, o bế con, cứ để cho tụi nhỏ nó
tự lập từ từ nhỏ thì nó sẽ tốt như nó, để sau này nó có thể ra ngoài xã hội, nó có thể là đứng trên cái đôi chân của mình được. Đó là một điều rất là tốt mà quốc võ khi mình để ý là những cái gia đình mà họ thành công đó, từ cái đời ông nội tới đời cha, đời con cái sau này đó, mà nguyên một đại gia đình mà từ cha truyền con nối mà họ kinh doanh thành công đó, thì bắt đầu từ khi lúc nhỏ là cha mẹ đã dạy con như thế nào là tự lập rồi. Cho nên cái điều đó là nó rất là hay. Hồi sáng này quốc võ cũng coi một vài cái clip trên cộng đồng mạng, hoặc là clip của năm chú tiểu, là năm chú tiểu sáng dậy sớm cũng các vị ở Thiền Am cũng cho tụi nhỏ ra ngoài tập thể dục thể thao, thì điều rất là tốt cho tụi nó đường nghỉ sức khỏe đó. Rồi nói chung là cái sinh hoạt của họ thì cũng bình thường, mọi người thì cũng rất là yên ổn, thì không có gì để mà nói cả. Tất cả mọi thứ đó đều rất là tốt đẹp, thì quốc võ cũng rất là mừng. Thì hôm nay thì nghe nói là anh Vũ Râu anh cũng bớt rồi, anh cũng đã đỡ rồi, cho nên sáng nay thì quốc võ cũng hẹn anh ra ngoài, anh ấy gặp uống ly cà phê rồi hỏi chuyện anh coi tình hình như thế nào đó. Rồi nếu mà được thì sẽ làm cái clip nhỏ nhỏ gì đó để chào hỏi cho các bạn. Và anh Thiện Đạt với lại anh cô Châu thì cũng mong muốn là gặp được anh Vũ Râu. Khi mà mùa hè năm nay thì rất là mong gặp được anh Vũ Râu, bởi vì họ cũng là rất là thích. Thì để quốc võ ráng khuyến khích anh Vũ Râu để coi ảnh có thu xếp được không, tại vì làm cho cái chính phủ mà, anh làm cho chính phủ cho nên là cũng rất là khó khăn chứ không phải là đơn giản, mà muốn nghĩ là nghĩ. Rồi thì một lần nữa thì con cũng xin cảm ơn cô Châu rất là nhiều đã có tấm lòng rất tốt lặn lội đường xa tới nhà Thiền Đạt để cho tụi con là 20 triệu để ủng hộ thêm một cái quỹ xây cầu. Thì con cảm ơn cô Châu rất là nhiều và chúc cô và gia đình của cô sức khỏe dồi dào, lúc nào cũng hạnh phúc viên mãn. Cũng cảm ơn anh vợ chồng Thiền Đạt với anh Hoàng Lâm đã có làm một cái cầu nối để cho quốc võ, cho cái cánh tay của mình nó dài ra thêm để mà vươn tới những mảnh đời cơ nhỡ. Một lần nữa thì xin chào tạm biệt cả nhà và chúc cho mọi người một ngày thật ác vui và tốt lành nha. Bây giờ quốc võ đã tới nơi rồi nè, thì hẹn gặp lại các bạn nha, chào tạm biệt.